chào tất cả mọi người. Tôi tên là Kazu của băng nhóm Double V. Tôi Chocola. Thầy cửa hàng Fanny. Rất nhiều loài kem. Kem Mickey. Kem Lobo. Lobo 1, Lobo 2 và Pinocchio. Giống như là Kazu Pinocchio. Ok. Mọi người ơi, hey, come on. Cà phê sữa với kem vanilla. Chưa xong nên phải chờ dài. Nhưng ăn kem. Kem bán rồi nên cái này cũng phải kem. Nước cốt kem. Cà phê ơi. Cô đen. Cô đen. Tôi không thể chờ nữa. Em chưa xong nhưng xong rồi. Yeah. Vẫn còn có kem. Cái này là kem vanilla. Nhưng rất rất ngọt. Không có cinnamon. Giống như là hương vị cà phê jelly của Nhật Bản. Đắng và hương vị đậm. Là hương vị đàn ông. Trẻ con không thể ăn cái này. Quấy. Nhưng ngon. Kazu là 36 tuổi nên đàn ông rồi. Cảm giác của mình rất rất ngon. Thật ra là tôi không uống cà phê đen. Cà phê đen. Tại vì tôi biết vị ngọt nơi dưới là rất rất vị đắng. Nên tôi thích này. Khi ăn uống cà phê này, đầu tiên tôi thấy rất ngọt nên thấy ngon. Nhưng tiếp theo bất ngờ đắng, vị đắng nên rất rất ngạc nhiên. Nhưng còn ngon. Này các bạn ơi, hôm nay là ngày Valentine nên tôi mua chocola. Cái này rất rất ngon. Và khi mua cái này thì các bạn có thể chọn. Tôi mua dark cinnamon, dark cocoa nibs, white choco, white sesame và peanut babam. Ở Việt Nam, con trai đóng và cho con gái. Bên Việt Nam và bên Nhật Bản khác nhau. Bên Nhật Bản là phụ nữ mua chocola cho người yêu. Bây giờ tôi đã nhớ ngày xưa khi còn trẻ tôi được bỏ tặng chocola từ nhiều con gái. Nên tôi có thể nhận chocola rất nhiều. Tại vì khi còn trẻ tôi là đẹp trai nên có thể nhận chocola nhiều như chocola. Bây giờ giá rồi nên không ai thích Kazu nên tôi mua chocola cho mình. Người thích Kazu ở đâu? Tôi biết rồi, chocola và cà phê rất rất hợp. Vừa uống cà phê vừa ăn chocola là rất rất đồng nhãn và rất rất thú vị. Ngon.
white chocolate. Vì đó mà phải đến đây để đi chơi người yêu nè. Nhưng bây giờ tôi đến ở đây với xin sư kê. Các bạn ơi, nghe tiếp video này thì hãy share và subscribe nhé. Bye bye.